Nay lại phải tăng ca trưa rồi anh em ạ. Rồi thì chiếc xe này đang dọn nội thất đây. Chiếc xe này dọn nội thất, phải tháo ghế ra các anh nhá. Hạng mục phải tháo ghế ra nội thất và làm cả sàn. Rồi, hai chiếc này thì chiếc này dán kính lái 3M này. Rồi, bác chủ này đã dán kính lái 3M ở bên full xe 3M của bên em rồi. Rồi, đây. Đây là bác dán full 3M rồi nha bác nhá. Đấy, nhưng mà vì hôm rồi bác đi nó bị bác phải thay lỗi, bác phải thay cái kính lái nên là hôm nay lại phải qua dán lại kính lái nhá. Đây, 3M khi mà dán lên xe các bác có thể thấy cái chỉ số của nó này, đúng không ạ? Đấy. Đây là chiếc này dán nguyên kính lái, còn chiếc VF6 thì dán full xe. Đấy. Còn với một chiếc Tucson, anh em đang bóc phim cũ ra để dán lại. Thì phim cũ bác chủ lựa chọn cái dòng phim mà từ lúc mua xe là hãng đã tặng rồi. Thì bây giờ bác đi gần như là thời tiết này là quá nóng. Bác có qua bên em và trải nghiệm. Và bác lựa chọn vẫn là 3M các bác ạ. Lại 3M, 3M trong kính lái. Kính sườn thì bác lựa chọn kính sườn sau và hậu thì là của Necco của Hàn Quốc thôi. Nhưng mà các bác có thể thấy cái chỉ số của nó. Rồi, kính này là bên em dán xong nhé, kỹ thuật đã dán xong rồi. Đó, chỉ số này. Và riêng phim ở bên em, đấy, Akala và Auto 365 Thái Nguyên thì sẽ bảo hành phim cho bác 10 năm nha các bác nhé. Đấy, kể cả là phim cái dòng gói phổ thông. Đấy. Bác nào cần tư vấn phim hoặc test phim thì các bác có thể qua Akala để trải nghiệm thực tế các bác nhé.